nhân loại 100 triệu năm sau, hành trình tiến hóa ngoài sức tưởng tượng. Khi nhìn lên các vì sao, bạn đã bao giờ nghĩ trái đất sẽ trông như thế nào sau 100 triệu năm nữa chưa? Con người sẽ sống như thế nào vào thời điểm đó? Khi công nghệ tiến bộ nhanh chóng và chúng ta tiếp tục khám phá vũ trụ, câu trả lời cho câu hỏi này có thể phức tạp và hấp dẫn hơn chúng ta tưởng tượng. Chỉnh sửa gen và công nghệ sinh học định nghĩa lại con người. Trong 100 triệu năm tới, với sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học, quỹ đạo tiến hóa của loài người sẽ trải qua những thay đổi mang tính cách mạng. Khi các nhà khoa học hiểu sâu hơn về bộ gen và cải thiện khả can thiệp vào nó, công nghệ chỉnh sửa gen sẽ trở thành công cụ then chốt trong việc thay đổi vận mệnh con người. Những công nghệ này không chỉ giúp chúng ta loại bỏ các bệnh di truyền, nâng cao các đặc tính sinh học, thậm chí tạo ra các dạng sinh học mới mà còn định nghĩa lại khái niệm con người. Trong tương lai, ứng dụng trực tiếp nhất của kỹ thuật di truyền sẽ là loại bỏ bệnh tật. Các nhà khoa học có thể chỉnh sửa gen ở giai đoạn phôi thai để xóa hoặc sửa chữa những đột biến có hại, giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Sự tiến bộ này không chỉ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của cá nhân, mà còn giảm đáng kể gánh nặng cho hệ thống y tế và thúc đẩy xã hội loài người hướng tới một kỷ nguyên không bệnh tật. Ngoài việc loại bỏ bệnh tật, kỹ thuật di truyền còn có thể được sử dụng để nâng cao khả năng thể chất của con người. Bằng cách điều chỉnh biểu hiện gen, các nhà khoa học có thể tăng cường sức mạnh, sức bền và khả năng phục hồi của cơ bắp. Điều này có nghĩa là con người trong tương lai sẽ có khả năng thể chất vượt trội hơn con người hiện đại và có thể thích nghi tốt hơn với nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau. Những khả năng này không chỉ cải thiện khả năng sống sót của con người mà còn đặt nền tảng vững chắc cho việc di cư giữa các vì sao. Khi công nghệ chỉnh sửa gen phát triển, con người trong tương lai sẽ có thể tùy chỉnh các đặc điểm ngoại hình của mình, chẳng hạn như màu da, hình dạng mắt, kiểu tóc, v.v. dựa trên sở thích cá nhân và tiêu chuẩn xã hội. Thiết kế ngoại hình cá nhân hóa này sẽ mang đến cho mọi người nhiều sự lựa chọn hơn. Không chỉ vậy, kỹ thuật di truyền còn có thể thiết kế và tạo ra những sinh vật mới với những chức năng cụ thể. Những sinh vật này có thể được sử dụng để làm sạch ô nhiễm môi trường, sản xuất năng lượng hoặc tổng hợp thuốc. Từ đó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, sản xuất năng lượng và phát triển dược phẩm. Tóm lại, con người trong 100 triệu năm nữa sẽ không còn bị giới hạn bởi sự tiến hóa chậm chạp của chọn lọc tự nhiên, mà sẽ trở thành một loài mới có khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau thông qua thiết kế và tối ưu hóa cẩn thận. Họ sẽ có những đặc điểm và khả năng sinh học chưa từng có và trở thành những siêu nhân đúng nghĩa. Sự hợp nhất giữa sinh học và máy móc, Cyber Gesundheit. Trong 100 triệu năm tới, nhân loại sẽ trải qua một sự biến đổi chưa từng có, quá trình cyborg hóa, Cyber Gesundheit. Quá trình này sẽ thay đổi hoàn toàn sự tồn tại của chúng ta và việc tích hợp sinh học và máy móc sẽ trở thành điều bình thường mới. Nó sẽ nâng cao đáng kể khả năng thể chất và khả năng cảm giác của con người, thậm chí có thể đạt được sự bảo tồn vĩnh viễn ý thức. Một trong những tác động trực tiếp nhất của quá trình cyborg hóa là sự cải thiện đáng kể về khả năng thể chất. Thông qua cấy ghép cơ học và công nghệ sinh học, con người sẽ có thể vượt qua những giới hạn tự nhiên của sinh vật sống. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có sức mạnh, tốc độ và sức bền cao hơn. Con người người máy trong tương lai có thể có khả năng sống sót trong môi trường biển sâu, cực lạnh, cực nóng và bức xạ cao. Điều này sẽ mang lại những khả năng chưa từng có cho con người để khám phá những khu vực chưa biết, chẳng hạn như biển sâu và không gian vũ trụ. Cyber Gesundheit cũng có thể nâng cao nhận thức của con người. Bằng cách cấy ghép các cảm biến tiên tiến, con người sẽ có được những trải nghiệm mới ngoài năm giác quan. Con người người máy trong tương lai có thể có tầm nhìn ban đêm, nhận thức hồng ngoại, thính giác siêu âm và các khả năng khác. Điều này sẽ mở rộng đáng kể sự hiểu biết của chúng ta về thế giới. Giao diện não máy tính là một trong những công nghệ cốt lõi của quá trình cyborg hóa. Bằng cách kết nối trực tiếp bộ não và máy tính, công nghệ này sẽ cho phép con người điều khiển máy móc bằng suy nghĩ, truyền đạt thông tin và xử lý dữ liệu. Sự phát triển của giao diện não máy tính sẽ thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác với công nghệ và mang đến những khả năng không giới hạn để cải thiện khả năng nhận thức. Cyber Gesundheit cũng có thể mang lại một hình thức tải lên ý thức tồn tại mới. Công nghệ này số hóa ý thức và trí nhớ của con người rồi tải nó lên máy tính hoặc đám mây, giải phóng con người khỏi những hạn chế của cơ thể sinh học và đạt được sự bất tử kỹ thuật số. Con người trong tương lai không chỉ có khả năng thể chất và giác quan vượt trội hơn sinh vật sống, mà còn là sản phẩm của sự tích hợp hoàn hảo giữa công nghệ và sinh học, trở thành một tồn tại mới vượt ra ngoài nhận thức của chúng ta. Cấu trúc xã hội, từ trái đất đến vũ trụ,
Trong 100 triệu năm tới, tiến bộ công nghệ và nâng cao năng lực của con người sẽ không chỉ thay đổi sinh lý và nhận thức cá nhân mà còn định hình lại sâu sắc cấu trúc và văn hóa xã hội của chúng ta. Với sự toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và sự phổ biến của quản trị thông minh, xã hội loài người sẽ trở nên kết nối và hiệu quả hơn. Khả năng khám phá và định cư trên các hành tinh khác cũng sẽ thúc đẩy sự mở rộng nền văn minh nhân loại từ trái đất ra vũ trụ, hình thành một mô hình xã hội và hình thái văn hóa mới. Xã hội tương lai sẽ có tính toàn cầu hóa cao độ, ranh giới giữa các quốc gia và khu vực sẽ trở nên mờ nhạt. Sự tiến bộ của công nghệ thông tin và giao thông vận tải đã làm cho việc liên lạc và tương tác trên toàn thế giới trở nên thuận tiện và thường xuyên hơn. Chính phủ các quốc gia khác nhau sẽ dần dần chuyển đổi thành một hệ thống quản trị tích hợp toàn cầu để giải quyết các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, phân phối tài nguyên và an ninh toàn cầu. Sự lan rộng của toàn cầu hóa và trí tuệ sẽ thúc đẩy trao đổi và hội nhập văn hóa. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới hiểu, học hỏi và học hỏi lẫn nhau thông qua các phương tiện khoa học và công nghệ, tạo thành một ngôi làng toàn cầu nơi nhiều nền văn hóa cùng tồn tại. Rào cản ngôn ngữ sẽ bị phá vỡ bởi công nghệ dịch thuật thông minh và mọi người từ các nền văn hóa khác nhau có thể giao tiếp và tương tác một cách tự do, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác toàn cầu. Hội nhập văn hóa không có nghĩa là đồng nhất về văn hóa. Ngược lại, toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy sự đa dạng văn hóa. Trong quá trình giao lưu và hội nhập, con người gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa đặc sắc của mình, đồng thời tiếp thu, học hỏi những thành tựu nổi bật của người khác, hình thành nên một loại hình văn hóa ngày càng nhiều màu sắc. Khi tài nguyên trái đất